Trong những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên tiếp tục có mưa dông trên diện rộng, một số nơi mưa to đến rất to. Thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, từ ngày 6 đến 10 tháng 10, rãnh áp thấp hoạt động mạnh dần và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực khiến trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 33 độ C, tổng lượng mưa phổ biến từ 70 đến 170 mm, sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Như vậy mà nhiệt độ trung bình dao động từ 27 đến 28 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm chỉ 0,2 đến 0,6 độ C. Đáng chú ý, từ ngày 10 đến 20 tháng 10, rãnh áp thấp có khả năng hoạt động mạnh trở lại trên khu vực Trung Bộ, có khả năng mạnh lên thành vùng áp thấp nhiệt đới và thậm chí là bão trên Biển Đông. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh, khiến cho thời tiết khu vực Nam Bộ có mưa diện rộng, phổ biến mưa vừa đến mưa to. Cần đề phòng dông, lốc sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa giai đoạn này phổ biến từ 80 đến 180 mm. Trong 10 ngày cuối tháng 10, Biển Đông tiếp tục có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới, khiến thời tiết khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 150 mm. Cần đề phòng khả năng có những đợt mưa to diện rộng kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do khả năng La Nina xuất hiện trong những tháng cuối năm, nên tại Nam Bộ và Tây Nguyên, mùa mưa cũng kết thúc muộn hơn bình thường và kéo dài đến giữa tháng 12 năm 2024. Tổng lượng mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, từ 5 đến 20%. Trong giai đoạn này, cần đề phòng tình trạng mưa lớn kết hợp triều cường cao gây ngập ở các vùng trũng thấp, các đô thị ven sông. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12, trung bình nhiều năm, Biển Đông xuất hiện 4 đến 5 cơn bão, bao gồm cả áp thấp nhiệt đới. Năm nay do ảnh hưởng của La Nina nên khả năng bão ở mức tương đương và cao hơn trung bình nhiều năm. Có khả năng sẽ có 2 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Giai đoạn này, bão thường tập trung ảnh hưởng ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ, cần đề phòng khả năng bão hình thành ngay trên khu vực Biển Đông. Trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 11 cũng là cao điểm của mùa mưa bão ở khu vực Trung Bộ, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là tác động kép của hiện tượng bão và lũ. Tổng lượng mưa trên khu vực giai đoạn này cao hơn trung bình nhiều năm, từ 10 đến 30%. Mùa mưa ở miền Trung cũng sẽ kéo dài đến giữa cuối tháng 12. Đối với các tỉnh miền Bắc, cần đề phòng không khí lạnh kèm theo rét đậm, rét hại. Không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11 đến tháng 12. Đặc biệt, hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12, tương đương trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến vẫn cao hơn trung bình nhiều năm. Riêng ở khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong tháng 11 đến tháng 12, nhiệt độ trung bình có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm, khoảng 0,5 độ C. Thưa quý vị, thông tin từ Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cho biết, mùa lũ đồng bằng sông Cửu Long đang đạt đỉnh và sẽ tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới. Các đập thủy điện thượng nguồn vẫn tăng cường tích trữ lượng nước cao kỷ lục. Tuy nhiên, cơn bão số 3 và cơn bão số 4 trên Biển Đông đã giúp mực nước sông Mekong tăng nhanh. Đồng bằng sông Cửu Long đang đạt đỉnh lũ chính vụ năm 2024. Ngày 4 tháng 10, mực nước lũ tại trạm Tân Châu trên sông Tiền tại tỉnh An Giang là 3,38m so với báo động 1, thấp hơn 0,12m. Còn tại trạm Châu Đốc trên sông Hậu tại tỉnh An Giang là 3,12m, cao hơn báo động 1 là 0,12m. Theo thông tin từ Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, ngoài hai trạm chính ở đầu nguồn hiện nay, mực nước trên các trạm vùng thượng đồng bằng sông Cửu Long đang trong thời kỳ đạt đỉnh lũ chính vụ năm 2024. Đỉnh lũ đồng bằng sông Cửu Long phổ biến trên mức báo động 1. Đáng chú ý, riêng trạm Long Xuyên trên sông Hậu tại tỉnh An Giang, đỉnh lũ 2,61m, vượt mức báo động 3 là 0,11m. Dự báo trong 10 ngày tới, mực nước phổ biến duy trì ở mức trên mức báo động 1. Riêng tại trạm Long Xuyên tại tỉnh An Giang, mực nước dự báo duy trì trên mức báo động 3 trong 4 ngày tới, sau đó giảm xuống dưới mức báo động 3. Các trạm khu vực Đồng Tháp 10 có xu thế giảm với cường suất trung bình là 2,8cm một ngày. Các trạm khu vực Tứ Giác Long Xuyên có xu thế giảm với cường suất trung bình là 2,3cm một ngày. Khu vực thành phố Long Xuyên cần đề phòng tình trạng ngập úng do triều cường kết hợp đỉnh lũ chính vụ vẫn còn nguy cơ cao xảy ra từ nay đến hết ngày 8 tháng 10.
Trong khi vùng đầu nguồn lũ chỉ phổ biến mức báo động 1, thì ở vùng giữa do triều cường kết hợp lũ chính vụ nên đỉnh lũ nhiều trạm vượt báo động 3, một số trạm ở mức báo động 1 đến báo động 2. Dự báo trong 10 ngày tới có xu thế giảm đến ngày 12 tháng 10, sau đó tăng trở lại. Các địa phương vùng giữa đồng bằng sông Cửu Long cần đề phòng tình trạng ngập do triều cường kết hợp đỉnh lũ chính vụ vẫn còn nguy cơ cao xảy ra từ nay đến hết ngày 8 tháng 10. Hiện nay, mực nước trên các trạm vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long đang trong kỳ đạt đỉnh triều cường, phổ biến sấp xỉ và thấp hơn báo động 1. Riêng trạm Trà Vinh và trạm Cà Mau, mực nước vượt báo động 3. Các địa phương khu vực ven sông chính của tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau cần đề phòng tình trạng ngập úng do triều cường kết hợp mưa lớn trong các ngày tới. Thông tin từ dự án giám sát hoạt động của các đập thủy điện sông Mekong, tức MDM cho biết, tuần qua các đập thủy điện thượng nguồn tiếp tục tích trữ lượng nước nhiều kỷ lục lên tới 3,2 tỷ mét khối. Những hoạt động tích nước lớn nhất đến từ đập Tiểu Loan tại Trung Quốc, tích 529 triệu mét khối và hiện đã đầy 100%. Đập Nọa Trác Độ tại Trung Quốc, 154 triệu mét khối. Một số đập của Lào như Nam Ngâm 2 tích 501 triệu mét khối, Nam Then 2 tích 462 triệu mét khối, Then Hiêm Bun mở rộng tích 524 triệu mét khối và đập Ubon Ratana tại Thái Lan tích 501 triệu mét khối. Quá trình tích nước thời gian qua giúp mực nước trong các hồ chứa trên toàn bộ lưu vực sông Mekong đang ở mức cao nhất trong vòng 3 năm qua. Dù vậy, hai tuần qua, nhờ sự kết hợp giữa lượng nước từ cơn bão Yagi và lượng mưa tại chỗ ở khu vực Campuchia và đồng bằng sông Cửu Long, nên mực nước lũ ở khu vực hạ nguồn sông Mekong mở rộng đáng kể và đạt mức bình thường hàng năm. Điều này giúp thúc đẩy nguồn lợi thủy sản phát triển và cung cấp nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam, kéo dài đến mùa khô năm 2025. Chiều 6 tháng 10 năm 2024, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, việc lắp đặt cầu phao nhằm tạm thời thay thế cầu Phong Châu bị sập đã được lắp đặt xong. Người dân có thể bắt đầu lưu thông từ 17 giờ 30 phút cùng ngày. Trong ngày 6 tháng 10, thời gian cầu hoạt động kéo dài đến 22 giờ. Kể từ ngày 7 tháng 10, thời gian hoạt động hàng ngày từ 6 giờ đến 22 giờ. Các phương tiện được qua cầu gồm xe ô tô con, xe bán tải đi một chiều, xe máy, xe thô sơ và người đi bộ tham gia giao thông hai chiều. Trước đó, theo phân luồng của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, cầu phao Phong Châu cho phép người, xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, lưu thông qua cầu theo hai chiều, tốc độ tối đa cho phép 5 km/h. Các loại xe ô tô con và xe bán tải được phép lưu thông qua cầu phao theo một chiều. Thời gian mỗi chiều khi lưu thông 10 phút, cự ly tối thiểu giữa hai xe là 30 mét, tốc độ tối đa cho phép là 10 km/h. Vị trí lối ra vào cầu phao là địa bàn xã Hương Nộm, huyện Tam Nông tại km 75 630 quốc lộ 32 bên phải tuyến và địa bàn xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao tại km 17 735 quốc lộ 32C bên trái tuyến. Sự cố sập cầu Phong Châu xảy ra hôm 9 tháng 9 khiến nhiều người và phương tiện rơi xuống sông Hồng. Đến nay, lực lượng chức năng mới tìm được 4 thi thể, 4 nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích. Để đảm bảo việc đi lại cho người dân, Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh triển khai phương án bắt cầu phao thay thế cầu Phong Châu bị sập. Cầu hoạt động được 2 ngày thì phải tạm cắt do mực nước sông Hồng dâng cao. Trước tình thế này, lực lượng quân đội đã sử dụng phao quân sự tạm thời thay thế cho cầu phao. Nay điều kiện thủy lưu đã ổn định, việc lắp cầu phao tiếp tục được tiến hành.